Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã đưa Cuba ra khỏi danh sách của những quốc gia bất hợp tác trong vấn đề chống khủng bố. Bản tin mới nhất từ Washington cho biết, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken đã đưa Cuba ra khỏi cái danh sách mà những quốc gia bất hợp tác chống khủng bố và cái những quốc gia chống lại tình trạng bạo động. Trong bản statement minh, thì Bộ Ngoại giao cho biết là ông Blinken đã tìm thấy là việc mà Cuba và các nhân viên công lực của Hoa Kỳ đã làm việc chung để chống khủng bố trong các nỗ lực ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và phía Bộ Ngoại giao cho biết. Họ chỉ ra cho thấy là mặc dù Cuba không có hợp tác toàn diện ở năm 2022, tuy nhiên quốc gia này vẫn tiếp tục uh, hỗ trợ và, và hợp tác với Hoa Kỳ trong kỳ chống khủng bố và đồng thời uh, cũng nói rằng phía Cuba đã từ chối không tiếp cận với Colombia để dẫn độ các cái uh, thành viên của một cái tổ chức vũ trang cánh tả và bạo động và khủng bố tại đây. Colombia trước đó đã bị uh, đưa ra khỏi cái danh sách này sau khi mà họ nói rằng họ sẽ hợp tác với lại phía của Hoa Kỳ cùng một lượt thì bộ ngoại giao cho biết là các lực lượng công lực của hoa kỳ trong việc mà kiểm soát về xuất cảng vũ khí cũng đang tìm cách đưa lại cái danh sách của những quốc gia nào được xem là hợp tác trong vấn đề chống khủng bố trong đó thì hoa kỳ vẫn kiếp hạ vẫn giữ Bắc Hàn, syria iran venezuela trong danh sách được xem là hỗ trợ cho khủng bố và bất hợp tác trong việc mà chống khủng bố đây được xem là một trong những cái tin mới nhất mà cho thấy rằng chính quyền của châu bên đã bắt đầu tiếp cận lại với chính quyền cộng sản cuba đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, việc thành công sử dụng hệ thống phòng không ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn và drone của Iran từ Do Thái đã khiến cho nhiều quốc gia bắt đầu có hứng thú với cái dàn phòng thủ có tên là Aro của Do Thái. Bản tin từ Jerusalem cho biết thì dàn phòng thủ Aro của Do Thái đã giúp ngăn chặn hàng loạt tất cả những cái hỏa tiễn và tròn tấn công hồi tháng trước, khiến cho nhiều quốc gia đã bắt đầu có hứng thú để mà mua loại kỹ thuật này theo tường trình của một lãnh đạo của cái cơ quan phát triển vũ khí của Do Thái cho biết. Phía Iran trong ngày 13 và ngày 14 tây đã tấn công hơn 300 cái hỏa tiễn và tròn vào trong cái lãnh thổ của do thái và gần như đã bị bắn chận hoàn toàn và Arrow system được xem là một trong những cái lực lượng phòng không của do thái đã đóng vai trò quan trọng chính trong cái việc mà chận tất cả những hỏa tiễn của iran và việc thành công này đã gây ra sự hứng thú trên toàn cầu theo tường trình của Bo Aslevi, tổng giám đốc điều hành của một cái uh, tổ công ty đặc trách về vấn đề không gian vũ trụ của Do Thái của tác là IAI cho biết như trên và Hoa Kỳ được xem là một trong những quốc gia đầu tiên đã có những cái cuộc hợp tác trong việc phát triển cái dàn phòng thủ Aron mà công ty Boeing là công ty đã nắm vai trò chủ động trong vấn đề sản xuất này. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất và trong đó thì do Thái không bị cho biết là những quốc gia nào đang có hứng thú với cái dàn Arrow 3 System mà trong đó thì bản tin cho biết thì phía Đức đã đồng ý mua cái dàn này với giá 3.5 tỷ Mỹ Kim được xem là một trong những cái mức bán lớn nhất của dàn phòng thủ này và thỏa thuận trên diễn ra giữa lúc mà Đức và các quốc gia Âu Châu đang tìm cách đối phó với tình trạng mà nga tấn công vào Ukraine và họ tăng cường cái khả năng phòng thủ của họ đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới do thái trong việc sản xuất vũ khí đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng quân sự Hoa Kỳ cho biết là cái bờ đê xây dựng ở bờ, bờ địa Trung Hải ngay giải Gaza đã được hoàn tất và sẽ tiếp tế tất cả những cái phẩm vật cứu trợ cho người Palestine. Bản tin từ Washington cho biết thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã thành công và đã hoàn tất việc mà họ lắp đặt một cái bờ đê ở tại giải Gaza vào ngày thứ Năm ngay trước cửa địa của Trung Hải. Các giới chức cho biết là bắt đầu sẽ có những cái chuyển chuyển tất cả những cái hỗ trợ nhân đạo vào khu vực này trong lúc mà đang có cuộc giao tranh giữa Do Thái và Hamas. Và việc mà hoàn tất này đã được nhanh chóng trong vòng một tháng qua và gần như là ông Joe Biden đã ra lệnh để hỗ trợ cho người Palestine đang đối diện với nạn đói thiếu thực phẩm và thiếu các nguồn cung cấp về y tế trong lúc mà do thái trong thời gian gần đây đã bắt đầu tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam của giải Gaza nằm sát biên giới với Ai cập và việc này sẽ giúp cho việc mà các cái đường vận chuyển nhân đạo tốt hơn và tránh tình trạng nguy hiểm sau khi mà các cái tàu chở các cái cứu và vật nhân đạo được đưa trực tiếp từ bờ địa biển Địa Trung Hải vào trong khu vực của cái bờ đây này ở ngay tại giải Gaza. Tuy nhiên thì à, hiện nay có thể sẽ có một số những cái cuộc tấn công vào bờ đây này. Cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng của Do Thái và lực lượng dân quân Hamas ở bên ngoài ngoại ô của thành phố Rafah đã khiến khoảng 600.000 người, tức là một phần tư của dân số của giải Gaza đã phải di tản. Trên 100.000 người đã rời khỏi khu vực phía bắc của giải Gaza khi mà lực lượng quân sự của Do Thái bắt đầu mở chiến dịch tấn công tại đây ngũ giác đài cho biết cuộc tấn công tại giải gaza đang đe dọa tới một cái hỗ trợ về vấn đề nhân đạo cho người palestine tuy nhiên họ nói rằng họ không phản đối phía do thái kiểm soát phía bắc và phía trung tuy nhiên họ đã rất nghi ngại về việc mà do thái tấn công vào thành phố rafah ở phía nam và họ gọi do thái là lực lượng chiếm đóng đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà phía ngũ giác đài cho biết là bắt đầu cho chính thức để mà đưa tất cả những phẩm vật cứu trợ vào giải gaza đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Cùng một lượt ngày hôm nay thì phía Do Thái đã lên tiếng và yêu cầu Liên Hiệp Quốc giải thích tại sao trong cái đoàn xe của Liên Hiệp Quốc lại có sự bảo vệ của các thành viên của Hamas. Và quý vị ở trên đây tấm hình cho thấy là đoàn xe này là của UN ở tại giải Gaza và những người mặc áo đen cầm vũ khí này là những thành viên của Hamas. Đó là một trong những cái câu hỏi mà IDF đưa ra. Lực lượng quốc phòng của Do Thái đã đưa ra một số hình ảnh video và hình ảnh chụp cho thấy là nhóm khủng bố Hamas đang đứng bảo vệ cho cái cơ quan bảo trợ người Liên Hợp Quốc là UNRWA. Và lực lượng IDF trong ngày thứ ba nói rằng các cái hình ảnh này đã được chụp xuống từ các chiếc drone và kể cả những hình ảnh video cho thấy là cái văn phòng của UNRWA ở tại giải Gaza trong thành phố Rafah đã có sự hiện diện của các dân quân khủng bố người Palestine tức là nhóm Hamas. Ngày hôm nay chúng tôi công bố tất cả những cái đoạn video rất bất bình thường khi mà những tay khủng bố vũ trang đứng bên cạnh những chiếc xe của Liên Hiệp Quốc và chúng tôi đã xác nhận được vài ngày trước đây và việc bắn vào trong cái văn phòng của unrw ở phía đông của dạ thành phố rafah đó là phát ngôn viên của lực lượng idf là đề phó đại đốc có tên là daniel hakari đã đưa ra vào ngày thứ ba và ông nói rằng lực lượng idf đã tiếp xúc với lại các lãnh đạo của unrw về việc mà họ nói rằng họ đang thúc giục cuộc điều tra chuyện này Chúng tôi đã chuyển tất cả những hình ảnh này cho cộng đồng quốc tế và kêu gọi cơ quan này phải điều tra về sự liên hệ giữa cái hệ thống vận chuyển của UNRWA với lại các chiến dịch của nhóm khủng bố Hamas khi mà nhóm khủng bố này có mặt và hướng dẫn cho các chiếc xe của họ phía, phía của cơ quan thông tấn AP cho biết là họ đã thấy được cái đoạn video này tuy nhiên họ vẫn chưa xác nhận bởi nguồn tin độc lập các hình ảnh này cho thấy có ít nhất là ba người đàn ông vũ trang đã đứng và bảo vệ cho các chiếc xe của Liên Hiệp Quốc ở tại khu vực này đây được xem là lời cáo buộc mới nhất của cho thấy cho thấy rằng trong cơ quan của cứu trợ tị nạn người Palestine ở của Liên Hiệp Quốc tại khu vực giải Gaza có rất nhiều người đã có cảm tình và có những cái hoạt động chung với nhóm Hamas. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden vẫn mong muốn có một giải pháp hai quốc gia bất kể sự phản đối của phía Do Thái. Đó là lời phát biểu của Bộ Ngoại giao dưới chính quyền của Joe Biden. Chính quyền Joe Biden vẫn đang làm việc để uh, thúc đẩy Do Thái về việc chấp thuận một cái giải pháp hai quốc gia bất kể sự phản đối của Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu và đảng liên minh cánh hữu của ông theo thường trình của Bộ Ngoại giao đưa ra. Phát uh, ngôn viên của Bộ Ngoại giao là Vedan Patel đã lên tiếng và nói rằng vị trí của Hoa Kỳ trong là, là là cố gắng tìm cách thúc đẩy một cái nền hòa bình tại Trung Đông và trong đó thì uh, Hoa Kỳ vẫn ủng hộ cho chiến dịch quân sự của Do Thái tại giải Gaza loại trừ Hamas. Tuy nhiên thì những điều mà chúng tôi đang tập trung ở đây là một cái giải pháp mà chúng tôi vẫn ủng hộ đó là một hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ. theo đã chỉ ra cho thấy là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken dự tính sẽ bay tới cái uh, khu vực này trong thời gian tới và ông giải thích rằng chính quyền của Joe Biden hy vọng sẽ có một cái bình thường uh, trong lúc mà đang có một một cái thúc đẩy trong một cái giải pháp hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ và hiện nay thì uh, lực lượng khủng bố Hamas đã bị giảm đi và do Thái đã bắt đầu kiểm soát được và đã tới lúc chúng ta phải thảo luận sau cuộc chiến. Đây được xem là một trong những cái ý kiến từ phía bộ ngoại giao của chính quyền Joe Biden đưa ra. Trong khi đó thì chính quyền của ông Netanyahu và uh, đảng uh, cánh hữu của ông dường như vẫn chưa đồng ý cái giải pháp chính trị cho cái cuộc tranh chấp này và nói rằng chưa phải lúc để, để bàn tới cái việc mà thảo luận hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ và cá nhân của ông Netanyahu nói rằng ý tưởng hai giải pháp và hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ vào tháng giêng là ông ta có thể chấp nhận với điều kiện là phải cho phía do thái kiểm soát toàn bộ an ninh bao gồm ở phía tây của họ với jordan và kể cả phía đông của do thái tuy nhiên thì việc này đã không được sự đồng ý của phía hoa kỳ và kể cả phía của palestine đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái việc mà tìm kiếm một cái giải pháp hòa bình lâu dài cho khu vực của trung đông đặc biệt là cuộc xung đột giữa người palestine và người do thái và trong đó thì hoa kỳ có vẻ như là ủng hộ tuy nhiên thì trước đây hoa kỳ vẫn bỏ phiếu phủ quyết cho một cái giải pháp hai quốc gia nếu như không giải quyết một cách triệt để về mua hòa bình giữa người palestine và người do thái và trước đây à, hai tuần lễ thì phía hoa kỳ đã bỏ phiếu phủ quyết một cái nghị quyết trong đó là sẽ thừa nhận hai cái giải pháp hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ cũng như là vai trò thành viên toàn diện của Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay nhóm hồi giáo Houthi đã lên tiếng và nói rằng họ đã tấn công vào một chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ bằng hỏa tiễn trên bờ biển hồng hải Bản tin từ Dubai, Vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết, thì nhóm hồi giáo Houthi trong ngày thứ tư lên tiếng nói rằng họ đã nhắm mục tiêu vào một chiếc khu trục hạm của hải quân Hoa Kỳ và một chiếc tàu thương mại băng ngang qua vùng biển Hồng Hải. Tuy nhiên, cuộc tấn công này đã diễn ra gần hai ngày trước đó và chiếc, các chiếc tàu này đã ngăn chặn được tất cả những cái hỏa tiễn tấn công trong một cái bản statement được đưa ra bởi nhóm hồi giáo hoa giữa lúc mà họ vẫn tiếp tục tấn công vào các tàu thương mại tại đây đã gây trở ngại cho cái việc di chuyển qua khu vực của hồng hải trong đó họ phải chuyển qua cái kênh đào su ở khu vực địa trung hải và gần như là chậm trong vài mấy tuần này và vẫn chưa biết được là cuộc tấn công này thì lực lượng quân sự hoa kỳ cho biết là họ đã thành công ngăn chặn được tất cả những hỏa tiễn tấn công từ nhóm hồi giáo hoa à, tri phát công viên của họ có tên gọi là y yasari nói rằng họ nhắm vào một chiếc tàu khu trục hạm của hoa kỳ có tên là uss marsin với các hỏa tiễn và tấn công và ông ta đã xác nhận rằng là đây là một cái mục tiêu tấn công của ông ta tuy nhiên chiếc marsin được xem là một chiếc có một cái có gắn cái hỏa tiễn định vị đã ngăn chặn được tất cả những cái cuộc tấn công này trong tối ngày thứ hai thì marsin đã thành công trong việc mà ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn chống tàu chiến đã bắn ra từ cái lãnh thổ của yemen do nhóm hồi giáo houthi mà iran hỗ trợ trên Cùng Hồng Hải. Đây là bản văn bản chính thức của lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã đưa ra. Và một trong những cái đơn vị được xem là đệ, ngũ hạm đội của Hoa Kỳ ở tại khu vực này đã lên tiếng và nói rằng họ đã ngăn chặn được tất cả những cuộc tấn công cần thiết. Đây được xem là cuộc tấn công mới nhất mà nhóm Hồi giáo Houthi đã đưa ra sau khi có cuộc xung đột tại giải Gaza giữa lực lượng Hamas và lực lượng của Do Thái. Trong đó, nhóm Hồi giáo Houthi tuyên bố họ sẽ ủng hộ cho cuộc tấn công của Hamas đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới tin tức ở vùng biển hồng hải đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung đông ngày hôm nay và liên quan tới âu châu ngày hôm nay giữa lúc mà thành phố kakiv à, xin lỗi quý vị khu vực Kharkiv thì đúng hơn có nguy cơ bị rớt vào tay của nga ông zelensky đã đích thân bay tới khu vực này để mà củng cố cái tinh thần của các binh sĩ của ukraine tại đây tổng thống của ukraine là ông zelensky đã bay tới thành phố Kharkiv vào ngày thứ năm trong lúc mà Nga đang mở cuộc tấn công ráo riết tại đây, ông Zelensky trên trang Telegram cho biết là ông đã gặp gỡ với các giới quân sự và mô trả tả tình trạng này là cực kỳ khó khăn và trong trong việc mà kiểm soát trên toàn diện của khu vực. Và Nga cho biết họ đang chuẩn bị tấn công vào một ngôi làng có tên là Lipsy, nằm cách 30 cây số ở phía bắc của thành phố Kharkiv, được xem là thành phố lớn hàng thứ hai của Ukraine, giữa lúc mà Nga đang tìm cách quay trở lại và tấn công tại đây. Nga tuần trước đã mở ra mặt trận mới với Ukraine, trong lúc mà họ tấn công vào khu vực Kharkiv ở phía đông bắc của Ukraine, và một nhóm nhỏ được xem là một đơn vị được huy động đã ra tìm cách ngăn chặn cái cuộc tấn công này ông zelensky đã ngưng lại tất cả các cái chuyến đi ngoại quốc của ông ta trong lúc mà tình trạng cuộc giao tranh tại đây đã trở nên khó khăn hơn và có thể thành phố kakip có thể sẽ rơi vào tay của nga trong thời gian tới nếu như mà không có một cái nỗ lực ngăn chặn Hầu hết điều quan trọng là chúng ta phải hoàn tất việc giải phóng khu vực này. Đó là lời phát biểu của Vitaly Gasev được xem là một trong những nhân viên của Nga mà làm việc ở tại Ukraine, đã nói với đài truyền hình Nga như trên. Và phía Nga đã sẵn sàng để bắt đầu tiến vào ngôi làng Lipsy, nơi được xem là có cái trục lộ chính dẫn vào thành phố Kharkiv. Và trong cái bước kế tiếp, thì tất cả lực lượng binh sĩ của chúng tôi sẽ bắt đầu trú đóng ở khu vực ngoại ô trước khi mà chúng tôi tấn công vào bên trong. Đây được xem là lời phát biểu từ phía Nga đưa ra. Trong khi đó thì lực lượng quân sự Ukraine trong ngày thứ năm cho biết họ đã thành công ngăn chặn được một cuộc tấn công mới của Nga ở ngay khu vực phía bắc của thành phố Kharkiv. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của chiến sự tại Ukraine. Và liên quan tới tình hình của Âu Á ngày hôm nay thì cuối cùng Putin và Tập Cận Bình đã gặp gỡ ở tại Bắc Kinh và trong đó họ ca ngợi là cái mối quan hệ rất ổn định trong một thế giới đầy chao đảo. Bản tin mới nhất cho biết thì Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc là Tập Cận Bình và Tổng thống của Nga Vladimir Putin đã lên tiếng ca ngợi mối quan hệ ổn định của họ giữa lúc mà thế giới đang có những sự hỗn loạn khi mà họ gặp gỡ nhau ngày thứ năm hôm nay ở tại Bắc Kinh, nơi mà Tổng thống Nga đang tìm kiếm sự hỗ trợ của phía Trung Quốc trong nỗ lực mà ông ta tấn công tại Ukraine và đang bị cô lập kinh tế. Ông Putin đây là chuyến đổi đi đầu tiên của ông ta kể từ hồi tháng 3 sau khi mà ông ta thắng cử trong cuộc tái tranh cử và chuyến thứ hai trong vòng 6 tháng qua tới Trung Quốc. Và đây được xem là một trong những hợp tác mới nhất của cả Nga lẫn Trung Quốc giữa lúc mà khối Tây phương đã có những cái lệnh cấm vận chưa từng có sau khi mà nga thực hiện cuộc tấn công vào ukraine ông putin đã được đón tiếp bởi ông tập cận bình trong một buổi lễ đón tiếp được xem là rất long trọng tại cái tòa đại sảnh nhân dân ở tại thành phố bắc kinh theo tường trình của đài cctv của cộng sản trung quốc đưa ra và trong cuộc gặp gỡ này thì ông tập cận bình đã gọi ông putin là một người bạn cũ và mối quan hệ của nga và trung quốc đã trở nên gọi là thân thiết hơn bao giờ hết và đang đóng góp cho cái hòa bình của thế giới trung quốc sẵn sàng làm việc chung với nga và chúng ta sẽ có một cái sự công bằng và công lý trên thế giới này, ông Tập Cận Bình đã phát biểu như trên và ông Putin đã đáp trả với ông Tập Cận Bình là hai quốc gia đã có một cái mối quan hệ rất ổn định trong lúc mà thế giới đang có nhiều hỗn loạn. Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã có những cái cơ hội tốt và không trực tiếp tấn công bất cứ một, bất kỳ một ai. Ông Putin đã phát biểu như trên. Và cùng một lượt chúng ta sẽ bắt đầu thực thi cái công lý và dân chủ của thế giới trong một cái trật tự mới mà nó, căn cứ trên cái luật lệ của quốc tế. Ông ta đã phát biểu như trên. Và hai bên đã có phiên họp kính. Hai nhà lãnh đạo này sẽ chia viết chung một cái bản tác mình để mà gia tăng cái cuộc gọi là chiến lược hợp tác đối tác toàn diện của hai quốc gia. Đây được xem là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông Putin tới Trung Quốc kể từ khi mà ông ta nhận chức. Trong khi đó thì Tập Cận Bình đang có nỗ lực tìm cách Ta đối phó với cuộc tách rời kinh tế của Hoa Kỳ và trong đó ông ta đã nhấn mạnh tới việc mà bắt đầu gây ảnh hưởng tại Âu Châu nên kinh tế của hai quốc gia này đã gia tăng rất nhiều mặc dù đã bị giám sát bởi khối Tây phương trong những tháng gần đây Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken đã lên tiếng và cảnh báo về việc Trung Quốc ủng hộ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine và điều này có thể dẫn tới một cái hậu quả trừng phạt từ phía của Hoa Kỳ trong khi đó thì Trung Quốc lên tiếng và nói rằng họ vẫn giữ vai trò trung dung trong cuộc xung đột tại Ukraine tuy nhiên chưa bao giờ lên án phía của nga cũng như là ông ta chưa bao giờ có một cái vai trò được xem là gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp với lại phía của Ukraine để mà thúc đẩy việc hòa bình đây được xem là một trong những chuyến viếng thăm quan trọng của Vladimir Putin tới Bắc Kinh và sau chuyến đi này có thể Vladimir Putin sẽ có mặt tại một quốc gia khác là đồng minh của nga đó là Việt Nam đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và một trong những bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong đó là đồng minh của Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương là Nhật Bản đang phối hợp với Hoa Kỳ để mà có thêm một cái dàn và phòng thủ mới nhằm có thể ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia cũng như những cái hỏa tiễn được xem là hypersonic tức là siêu âm thanh trong đó họ nói rằng là đang đe dọa tới an ninh quốc phòng của cả hai quốc gia. Nhật Bản và Hoa Kỳ đồng ý sẽ làm việc chung để phát triển một cái hệ thống phòng thủ mới, trong đó có thể ngăn chặn tất cả những hỏa tiễn siêu âm thanh. Theo tương trình của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra, các hỏa tiễn siêu âm thanh này là một thách thức trong một cái chương mới ở trên thế giới và gần như những cái hệ thống phòng thủ gần đây đã không thể ngăn chặn toàn diện các cái loại hỏa tiễn siêu âm thanh này và có thể nó sẽ gây nguy hiểm cho cả lãnh thổ của hai bên. Và đây được xem là dự án mới mà Hoa Kỳ và Nhật Bản đang làm việc chung để có thể đối phó với sự đe dọa của cả Nga lẫn Trung Quốc về việc mối đe dọa hỏa tiễn của họ. Trong ngày thứ tư, thì Hoa Kỳ và Nhật Bản đã hoàn tất một cái bản thỏa thuận trong đó có tên gọi là GPI, tức là Clive Face Interceptor hay còn gọi là một cái hệ thống ngăn chặn hữu hiệu và một cái chương trình gọi là Cooperative Development gọi tắt là C, à GCD. Đây là một cái thỏa thuận được xem là giữa hai quốc gia để có thể phát triển một cái hệ thống phòng thủ mới và trong đó có thể ngăn chặn bất kỳ một cái hỏa tiễn nào, kể cả hỏa tiễn siêu âm thanh hoặc là những hỏa tiễn có thể mang theo đầu đạn nguyên tử. Đây được xem là một trong những cái hợp tác mới nhất của Hoa Kỳ và một quốc gia đồng minh lâu đời tại Á châu và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là các cái hệ thống phòng hỏa tiễn phòng thủ của Hoa Kỳ đã được phát triển rất nhiều và trong đó họ bao gồm luôn việc phát triển CPI, tức là cái hệ thống phòng thủ hữu hiệu hơn. Và trong bản statement chung này thì đôi bên cho biết là họ sẽ bắt đầu phát triển tất cả những cái hệ thống phòng thủ cần thiết và sẽ ngăn chặn bất kỳ một cái loại hỏa tiễn nào dù nó được bắn từ dưới mặt đất hay từ bắn từ trên không, đặc biệt là các cái loại hỏa tiễn các loại phòng thủ này sẽ đối phó với lại loại hỏa tiễn của Trung Quốc gọi là DF-17 tức là hỏa tiễn siêu âm thanh tức là Đông Phong 17 của Trung Quốc trong đó là được xem là một cái hỏa tiễn gọi là siêu âm thanh có mức bắn gọi là gấp 5 lần so với tốc độ của âm thanh. Đây được xem là phát triển mới của Hoa Kỳ và Nhật Bản giữa lúc mà Bắc Kinh đang tìm cách hiện đại hóa quân đội của họ và sở hữu thêm nhiều loại vũ khí có khả năng tấn công nhiều hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu và Trung Quốc ngày hôm nay, một nhóm đã sử dụng những cái mã độc để tìm cách hoạt động gián điệp trên tất cả các cái tàu thương mại, theo một bản báo cáo mới nhất. Các cái hoạt động gián điệp không gian mạng được biết với cái tên là Mustang Panda đã giới thiệu một cái loại mã, mã độc mới trong vòng 5 tháng qua có thể giúp cho họ có thể xâm nhập bất kỳ một cái hệ thống computer nào ở trong tất cả những cái hệ thống vận chuyển cargo của các tàu thương mại từ ở khu vực của Na Uy, của Hy Lạp và kể cả của Hòa Lan. Trong đó bao gồm luôn những cái tàu vận chuyển của họ theo tường trình của một cái tổ chức chống lại cái hoạt động gián điệp không gian mạng của Slovakia có tên gọi là ESEP cho biết như trên. Bản báo cáo này diễn ra giữa lúc mà các viên chức hàng đầu của Hoa Kỳ và của Anh trong ngày thứ ba cảnh báo rằng các cái hoạt động về gián điệp không gian mạng đe dọa từ Trung Quốc đặc biệt đã nhắm vào các hạ tầng cơ sở của nhiều quốc gia dân chủ và theo bản báo cáo này thì cái mất tăng panda được tạo ra và có thể được cáo buộc là sẽ giúp cho việc hoạt động gián điệp nhắm vào các chính phủ và các tổ chức toàn á châu và kể cả thời gian gần đây tại âu châu và họ sử dụng một cái mã độc tương tự như vậy để th thực hiện các cái chiến dịch về gián điệp của họ bao gồm luôn họ nói rằng là cái remote của có thể xâm nhập vào à, trong tất cả các hệ thống computer mà họ gọi là con ngựa thành toy và các mã độc này có thể giúp cho họ có thể à, thực hiện các cuộc xâm nhập dễ dàng hơn đây là lời báo động mới nhất của tổ chức eset một tổ chức không gian mạng ở tại Slovakia cho biết và Robert Lipovsky nói rằng việc đe dọa về hoạt động gián điệp này càng lúc càng tăng từ phía của Nga và Trung Quốc và hiện vẫn chưa rõ là phía Trung Quốc sẽ phát triển tất cả những cái mã độc này như thế nào tuy nhiên thì bất kể là quý vị có thể dùng cái usb là cũng vẫn có thể bị dính vào cái mã độc này đặc biệt là những cái mã độc này có thể được gieo rắc trong tất cả những cái usb mà được sản xuất từ Trung Quốc tòa đại sứ của Cộng sản Trung Quốc tại Washington DC đã bác bỏ tất cả những cáo buộc này và chúng tôi phản đối tất cả những cái hành động bôi nhỏ đối với Trung Quốc và trên sự thật Trung Quốc mới là nạn nhân của các cuộc tấn công không gian mạng. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên Liu Pengyu đã đưa ra. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất cho thấy là Nhóm hacker tại Trung Quốc và những kẻ hoạt động trong lĩnh vực không gian mạng tại Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng những loại mã độc mới và những mã độc này có thể giúp cho họ xâm nhập vào các cái hệ thống computer và các cái hệ thống network một cách dễ dàng hơn. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất đưa ra ngay sau khi mà tổ chức GCSQ của Anh, tức là một cái tổ chức về chống gián điệp không gian mạng của Anh đã lên tiếng cảnh báo cả Nga, Iran và Trung Quốc đều đang tìm cách thách thức tất cả cộng đồng quốc tế trong việc mà họ tăng cường các hoạt động gián điệp trên không gian mạng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu và Trung Quốc ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu của channel Trần Nhật Phong đó là Philippines lên tiếng cảnh cáo sẽ có những hậu quả ngoại giao nếu Trung Quốc tiếp tục sử dụng cái đoạn audio thâu lén giữa giới chức của Philippines và Trung Quốc tung ra bên ngoài với những cái chiến dịch được xem là gây tin giả và tin nhiễu một số những nhà lập pháp tại philippines đe dọa là sẽ trục xuất các viên chức đại sứ của cộng sản trung quốc nếu như họ vi phạm vào cái luật cấm thâu âm của phía philippines trong đó họ đã tiết lộ một đoạn audio cuộc nói chuyện của giới chức ngoại giao trung quốc và phía của philippines ở trên trong cái vấn đề gọi là thực hiện các cái cuộc tranh chấp trên biển đông các nhà quan sát cho biết Manila sẽ có thể sẽ có một đối đầu cứng rắn hơn và trong đó bao gồm luôn việc khả năng trục xuất đối với lại các nhà ngoại giao của Trung Quốc. Trong đó thì Bắc Kinh à, họ nói rằng Bắc Kinh có thể sẽ trục xuất tất cả những công nhân Philippines đang làm việc tại Trung Quốc để mà trả đũa nếu như mà phía Manila chuẩn bị cho một cái kịch bản là trục xuất tất cả những nhà ngoại giao của Trung Quốc trong ngày 21 tháng 5 thì một quỹ ban đặc trách thường viện về của quốc phòng và an ninh dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ có tên là Chingoy Estrada đã lên tiếng và nói rằng họ đang điều tra về việc mà một số cá nhân trong tòa đại sứ của Trung Quốc đã vi phạm vào cái luật cấm thu âm của Philippines và trong đó họ công bố một đoạn audio đã được cắt xén và trong đó cho thấy rằng là Philippines đã đồng ý là sẽ có những cái gọi là À, hợp tác với Trung Quốc trên khu vực tranh chấp tại Biển Đông qua cái lời nói của phó đề đốc là Alberto Carlos và điều này đã bị Trung Quốc cắt xén và tung ra để gây tin giả và tin nhiễu. Ngay phút này thì à, phía Philippines cho biết là họ đòi hỏi phía chính quyền của ông Ferdinand Marcos Jr. là phải trục xuất tất cả những kẻ ngoại giao ở trong tòa đại sứ của Trung Quốc sau khi mà vi phạm vào cái đạo luật cấm thu âm của Philippines. Tuy nhiên thì phía Trung Quốc đã đe dọa nếu trục xuất nhà ngoại giao của họ, họ có thể cho trục xuất tất cả những công nhân của Philippines đang làm việc tại Trung Quốc và một số nhà ngoại giao của Philippines đang làm việc tại đây. Đây được xem là đoạn audio kéo dài 12 phút mà bị cắt xén và trong đó thì phía Trung Quốc đã cố tình cắt xén đoạn audio này và quy trách nhiệm cho phía của Philippines đã đồng ý là cho phía phép phía Trung Quốc kiểm soát cái khu vực gọi là Second Thomas Shoal ở trên tức là, cái bãi cạn sẽ ở trên quần đảo Trường Sa. Đổi lại, Trung Quốc sẽ không làm phiền tới tất cả những ngư phủ của Philippines đánh bắt cá ở trên vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây được xem là một trong cái trò cắt sáng mới nhất mà bây giờ Philippines đã bắt đầu có những thái độ cứng rắn hơn với cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới công Á à, Châu này, công ty Microsoft đã yêu cầu các nhân viên phụ trách, trách về cloud của họ ở Trung Quốc là tìm cách uh, lánh nạn qua những quốc gia khác giữa lúc đang có căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Công ty Microsoft đã yêu cầu một số những nhân viên của họ làm việc ở tại Trung Quốc là duyệt xét tới việc làm việc ở bên ngoài quốc gia này. Công ty đã đưa ra vào một cái thông báo ngày thứ Năm trong lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu gia tăng sự căng thẳng và có thể có sự trả đủ của đôi bên liên quan tới vấn đề về trí tuệ nhân tạo và ngành semiconductor. Theo tường trình của tờ Wall Street Journal cho biết, thì công ty Microsoft đã yêu cầu khoảng 700 cho tới 800 người đang làm việc trong cái hệ thống máy móc của microsoft ở tại quốc gia này và yêu cầu họ là tìm cách gọi là làm việc ở bên ngoài nước trung quốc để cung cấp một cái cơ hội cũng như là để quản lý cái vấn đề gọi là phát triển trên toàn cầu của chúng tôi và một phần trong tiến trình này chúng tôi chia sẻ về một trong những cái việc mà vận chuyển nhân viên ở trong nội bộ của chúng tôi trong đó chúng tôi yêu cầu họ có thể là dời ra khỏi trung quốc và làm việc ở một nơi khác đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất cho thấy là cuộc chiến về kỹ thuật của hoa kỳ và trung quốc đã tới hồi cao độ và bây giờ các công ty của hoa kỳ đang tìm cách đưa nhân viên của họ ra khỏi lãnh thổ trung quốc hoặc là đóng lại một số văn phòng của họ tại trung quốc e ngại rằng bắc kinh sẽ có hành động trả đũa một khi mà chính quyền của hoa kỳ có những thái độ cứng rắn đối với ngành kỹ thuật của trung quốc microsoft vẫn tiếp tục cam kết trung quốc là sẽ điều hành một số những cái văn phòng và phát triển của họ tại đây. Tuy nhiên thì hiện nay họ cho rằng là cái cuộc những cái luật lệ mới tại Trung Quốc và kể cả một số những cái cuộc đối đầu giữa Cộng sản Trung Quốc và chính quyền Hoa Kỳ có thể dẫn tới hậu quả là nhân viên của họ có thể sẽ bị nguy hiểm hoặc là sẽ bị bắt bớ trong việc mà vi phạm một số những cái luật mới của Trung Quốc. Trong đó thì họ đề nghị các nhân viên này là sẽ chuyển tới Hoa Kỳ, Ái Nhĩ Lan, Úc, New Zealand theo tường trình của tàu Wall Street Journal chỉ ra từ một nguồn tin nội bộ của công ty Microsoft. Đây được xem là một trong những công ty của Hoa Kỳ đã bắt đầu cho một cái kịch bản mà đôi bên đối đầu căng thẳng hơn dẫn tới việc công ty của họ có thể trở thành con tin ở trong tay của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của... Á châu ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới Á châu ngày hôm nay, giới hacker của Trung Quốc đã tăng cường tấn công vào mạng lưới network của Đài Loan trước khi có lễ nhận chức của ông Lai Ching-te. Bản tin từ Đại Bắc cho biết thì mức độ mà các cuộc tấn công không gian mạng của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan đã đạt tới mức 2.5 triệu mỗi một lần mỗi một ngày và trong đó, vừa lúc mà đang có chuẩn bị cho cái cuộc lễ nhận chức của ông Lai Ching-te theo tường trình của cái cục an ninh quốc gia gọi tắt là NSB đã đưa ra trong ngày thứ năm ở Đài Loan chỉ sau ngày 13 tây tháng giêng sau khi có cuộc bầu cử ở tại Đài Loan thì cái cơ quan hàng đầu đặc cách về tình báo của Đài Loan cho biết Trung Quốc đã có một triệu cuộc tấn công gọi là cyber attack tức là không gian mạng mỗi một ngày theo tường trình của CNA và mức độ này đã gia tăng cao hơn trước khi mà có cuộc nhận chức vào ngày 20 tây tháng 5 tại Đài Loan. Và theo bản báo cáo với các nhà lập pháp thì NSB nói rằng các cái chiến dịch mà gọi là thông tin nhiễu, thông tin giả và các cái chiến dịch về tấn công không gian mạng đã có mức độ gia tăng và trong đó họ vẫn tiếp tục quan sát các hành động của Trung Quốc và có khả năng họ sẽ lũng đoạn và có thể sẽ làm hư hại một số những cái mạng lưới network tại Đài Loan. Bộ Ngoại giao của Đài Loan đã lên tiếng và nói rằng họ đang điều tra những cáo buộc về một tập tài liệu mật mà trong đó đã bị hacker lấy được ở từ website của họ. Và những cái tập tài liệu mật này theo tường trình của Bộ Ngoại giao cho biết là trong đó có luôn tất cả những cái watermark tức là những cái, uh, uh, cái hình ẩn ở trong tờ giấy hoặc là những cái số passport của công dân Đài Loan và trong đó có thể có một số những cái thông tin của công dân Đài Loan đã bị tiết lộ ra bên ngoài. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của Đài Loan đưa ra giữa lúc mà ông Lai Ching-te, là phó tổng thống hiện nay của Đài Loan, sẽ có buổi lễ nhận chức vào ngày thứ hai tuần tới, tức là ngày 20 tây tháng 5, trong lúc mà Bắc Kinh đang có những cái đe dọa nguy hiểm tới đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay Trung Quốc cho biết họ sẽ trừng phạt 5 đài TV của Đài Loan về có những về những hành động mà họ mô tả là có những lời chỉ trích tới Bắc Kinh. Bộ và đối diện xin lỗi quý vị cái bộ phận mà được xem đặc trách về Đài Loan của Cộng sản Trung Quốc trong ngày thứ tư tuyên bố họ sẽ trừng phạt ít nhất là 5 công ty về truyền thông thương mại của Đài Loan sau khi mà những công ty này đã có những lời chỉ trích với Cộng sản Trung Quốc Phát ngôn viên của cái cơ quan đặc trách về Đài Loan của Bộ của Bộ Ngoại giao Cộng sản Trung Quốc và phát ngôn viên của tên gọi là Chen Binghua trong cuộc họp báo hàng ngày nói rằng Bắc Kinh sẽ ban lệnh trừng phạt kinh tế và sentence đối với lại năm đài truyền hình của Đài Loan và những người phát biểu bình luận trên đài truyền hình này, trong đó bao gồm luôn cả Wang Jiuan, Edward Hong, Li Chenhao Yu Pichen và Li Bao Che mà những người này đã bị uh, Trung Quốc nói rằng là đã tung những cái tin giả và những cái tin tiêu cực về Trung Quốc trong cái việc đối đầu ở trên eo biển Đài Loan. Những người này là những người đã bình luận rất nhiều về tình trạng Trung Quốc đe dọa tới eo biển Đài Loan và đe dọa tới cái chủ quyền lãnh thổ của Đài Loan và dẫn tới việc bây giờ Trung Quốc đã bắt đầu ban lệnh cấm và trừng phạt kinh tế đối với năm người này và năm công ty về truyền hình của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á châu ngày hôm nay, Campuchia và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 15 ngày và đặt câu hỏi về tình trạng ảnh hưởng của Trung Quốc trên lãnh thổ Campuchia. Bản tin từ ở Campuchia cho biết thì Campuchia và Trung Quốc sẽ bắt đầu cuộc tập trận 15 ngày trong ngày hôm nay thứ năm, đặt câu hỏi về tình trạng Trung Quốc đã gia tăng ảnh hưởng ở quốc gia ở vùng Đông Nam Á khoảng 1.315 binh sĩ của Campuchia cùng với 760 binh sĩ của Cộng sản Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận có tên là Kim Long, tức là Golden Dragon và cuộc tập trận này à, bao gồm luôn cả 3 chiếc tàu của Trung Quốc và 11 chiếc tàu chiến của của Campuchia và đây là cuộc tập trận đầu tiên diễn ra ở trên một căn cứ quân sự của Campuchia được xem là nằm ở khu vực đồi núi với cái mức uh, huấn luyện ở đây và nằm cách khoảng 90 km nằm ở phía tây bắc của trong bên thủ đô của Campuchia và theo tường trình của chỉ huy trưởng lực lượng quân sự của Campuchia là tư lệnh có tên là Von Pixan đã cảm ơn cộng sản Trung Quốc đã cung cấp tất cả những dụng cụ và giúp cho họ nâng cấp các khả năng quốc phòng của họ, bao gồm luôn một cái bến cảng trước đây mà Hoa Kỳ xây dựng cho họ đã bị Trung Quốc phá hủy và xây dựng lại cái mới, gọi là Rim Naval Base. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của Trung Quốc gây ảnh hưởng ở Na Khu vực Á Châu Thái Bình Dương và Hoa Kỳ cùng với một số quốc gia đồng minh đã lo ngại về tình trạng Bắc Kinh đã bắt đầu xuất hiện và có cuộc trú đóng lâu dài trên lãnh thổ của Campuchia, một điều mà chính quyền Campuchia đã bác bỏ và cuộc tập trận dày kéo dài 15 ngày bắt đầu từ ngày hôm nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì vẫn cho phép phong đưa cái thông báo hôm nay là ngày thứ năm ngày mai thứ sáu tức là ngày mai là ngày 17 tây tháng 5 sẽ có một cái buổi lễ khai trương rất lớn của công ty teletron cho chi nhánh thứ 17 của họ tại quận cam tức là ngày mai thì quý vị nào ở các vùng lân cận ở quận Cam gồm có Los Angeles, San Bernardino, Riverside, San Diego có thể về quận Cam trong 4 ngày bắt đầu từ ngày mai, từ thứ sáu cho tới thứ hai tức là từ ngày 17 cho tới ngày 20 Tây trong cái đại nhạc hội rất lớn để chúc mừng cho Teletron có chi nhánh thứ 17 khai trương tại quận Cam. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại trên màn hình quý vị 714 892 6999. 714 892 -6999, và ngày mai 10 giờ sáng thì Phong sẽ có mặt ở cái chi nhánh mới nhất của Teletron để dự lễ khai trương này. Quý vị nào khán giả của TNP Channel mà muốn gặp gỡ tâm tình chụp hình vân vân thì có thể ghé ra công ty Teletron chi nhánh thứ 17 ngay trên đường Westminster à và đường hết Đây là một cái chi nhánh rất lớn của công ty Teletron. Cảm ơn Teletron rất là nhiều. Bên cạnh đó thì Phong vẫn nhắc lại cái lá thư gửi cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ trên cái uh, trang Facebook của ông ở cái chữ Trần Nhật Phong Channel tôi đã có lá thư mẫu ở đây và trong đó lá thư mẫu này là lá thư mẫu mà thôi quý vị có thể điều chỉnh cái ngôn ngữ theo ý của quý vị và lá thư này sẽ được gửi cho bộ thương mại của hoa kỳ và địa chỉ bộ thương mại nằm ở phía dưới của lá thư thì quý vị có thể copy cái lá thư này hoặc là điều chỉnh lại theo ý quý vị và gửi theo cái địa chỉ mà tôi có ở đây để mà phản đối việc bộ thương mại đang có dự tính là thừa nhận cộng sản việt nam là một Nền kinh tế thị trường Không phải là một nền kinh tế tập trung Tuy nhiên bây giờ thì Cộng sản Việt Nam Vẫn là một nền kinh tế tập trung Hy vọng là chúng ta có khoảng Một ngàn lá thư trong vòng 2 tuần lễ Gửi tới Bộ Thương mại Cảm ơn sự hợp tác của các khán giả Của TNP Channel Chúng ta cùng nhau vận động để mà ngăn chặn điều này Cảm ơn tất cả mọi người Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment Của quý vị nha Rồi à... China đánh phá Đài Loan trên mọi mặt trận cũng đánh mạnh nhà cuộc bầu cử Đài Loan nhưng mà mạng lưới của Đài Loan cũng không tệ. Đúng, tại vì cái mạng lưới của Đài Loan nó gồm có 3 step, tức là nó có cái mạng lưới an ninh của họ có ba cái ba cái giai đoạn. Cho nên là họ tấn công vô rất là khó. Tuy nhiên thì trong cái bản báo cáo ngày hôm nay từ Slovakia, Trung Quốc đã dùng một cái mã độc mới có tên là Mustang Panda. Mã độc này có thể giúp họ xâm nhập rất dễ dàng thì tôi chưa biết được nhưng mà Đài Loan cho biết là riêng trong cái tháng vừa rồi cho tới tháng này đó mức độ tấn công là 2.5 triệu lần mỗi một ngày lúc trước thì trung bình là một triệu bây giờ là hai triệu mấy luôn quý vị tức là cái mức tấn công gần như là khủng khiếp vô cùng và Đài Loan thì còn có mấy ngày nữa thôi là tới cái ngày nhận chức của ông Lai Chiên Tây rồi thì quý vị thấy ngày hôm qua thì Joe Biden đã gửi một cái phái đoàn cựu viên chức của Hoa Kỳ tới Đài Loan để dự lễ nhận chức thì chưa biết được là ngày hôm nay tôi vẫn chưa nhận được cái thông báo của chủ tịch ủy ban đối ngoại của hạ viện là ông Michael McCord là liệu ông có bay tới Đài Loan cùng với phái đoàn hay không thì tới ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi chúng ta vẫn chưa nhận được cái uh, tin tức báo cáo chính thức là Quốc hội Hoa Kỳ có phái đoàn nào tới Đài Loan hay không nhưng mà Joe Biden chính thức đã gửi một phái đoàn cựu viên chức của Hoa Kỳ tới Đài Loan rồi nha rồi tiếp tục à vào wow, lướt qua một số cái đọc rồi nha <laughs> tập và putin đã làm chao đảo cả thế giới và ngày hôm nay putin đã gặp gỡ tập cân bình lần đầu tiên kể từ khi mà ông ta tái thắng cử và sau chuyến đi trung quốc này thì putin có thể trên đường tới việt nam putin sẽ tới việt nam trong cái giai đoạn này thì tôi chưa biết được thì hiện nay thì trước khi mà putin tấn công vào ukraine thì đôi bên cũng đã cam kết là hợp tác toàn diện không giới hạn mà do đó thì tôi biết được bây giờ là cái chính sách đối ngoại của Joe Biden và sự nhu nhược của NATO đã khiến cho những kẻ thù của nền dân chủ dần dần xích lại gần nhau. Đây là cái chính sách nhu nhược và thất bại của của Joe Biden và cái thái độ nhu nhược, yếu hèn của đám NATO đã khiến cho những quốc gia đe dọa tới nền dân chủ đã ngồi lại gần nhau rồi quý vị. Đây là một trong những cái giá họ phải trả nha. Rồi tiếp tục. <laughs> Lúc còn cái đọc rồi nha. Tôi đã gửi tình nguyện thư theo uh, bưu điện rồi đó anh Phong ơi, không biết có tới tay người nhận chưa, biết ra sao. Tôi bảo đảm như quý vị sẽ nhận được. Tôi bảo đảm với quý vị sẽ nhận được và không thể nhận được một lá thư của quý vị đâu. Họ sẽ thấy cả ngàn lá thư. Cả ngàn lá thư gửi vô và lúc đó họ phải phản ứng và họ phải trả lời thôi. Họ tránh không được. Thì quý vị, đây là ý kiến của chúng ta nha. Em mong Putin qua Việt Nam lúc đó sẽ có phim coi Cộng sản Việt Nam sẽ ứng phó với chính trường quốc tế như thế nào? Cái trò của Cộng sản, một mặt thì tiếp đón Putin, nhưng mà một mặt khác sau khi Putin vừa đi xong, họ lại đưa ra những tuyên bố hoặc họ sẽ đưa ra những cái chính sách được xem là có lợi cho khối Tây phương để quân bình lại. Đây là cái trò của Cộng sản xưa nay dùng. Đây là cái trò của Cộng sản xưa nay sẽ dùng, có thể là một nhân vật nào đó của Cộng sản sẽ bay qua Mỹ hoặc là sẽ mời một nhân vật nào đó cộng cán của mỹ qua việt nam để quân mình lại đây là cái trò của cộng sản tuy nhiên nó diễn ra trong cái giai đoạn này thì hơi gây gắt là bởi vì đang có bầu lại tứ trụ mà trong đó thì tôi nói quý vị ngày hôm qua tôi có đưa tin cho quý vị đó là tô lâm vào chức chủ tịch nhà nước còn lê minh hưng sẽ vào cái chức gọi là trưởng ban bí thư thì nó có sự thay đổi thì hiện nay thì vẫn chưa biết được và chính thức thì hôm trước tôi có loan tin của quý vị là bà Trương Thị Mai đã bị Tô Lâm hù sợ quá bây giờ xin từ chức từ hôm trước tôi có loan thì hôm nay chính thức báo cộng sản đăng rồi đó là bà xin từ chức đó thì quý vị cho thấy rằng là Putin đến Việt Nam trong một cái bối cảnh đang có đấm đá nội bộ và bây giờ thì chưa biết là Putin sẽ gây ảnh hưởng phe cánh nào nhưng mà hầu hết đều đang ngắm vào Trung Quốc Do đó thì tôi cũng chưa biết được Putin cái này tới Việt Nam sẽ mang cái gì cho Cộng sản Việt Nam. Cuối cùng cũng chỉ là năng lượng thôi. Tại vì Cộng sản Việt Nam bây giờ mới bắt đầu tháng 6, đầu hè. Thì tháng 7, tháng 8, tình trạng thiếu điện sẽ diễn ra ở khắp nơi. Cúp điện luôn phiền. Nếu không có sự hỗ trợ của Putin trong vấn đề năng lượng. Do đó lần này Putin tới thì Cộng sản Việt Nam có thể sẽ yêu cầu Putin tăng cường sản lượng à, khí đốt thiên nhiên và xăng cho phía Việt Nam để có thể đáp ứng được cái nhu cầu dùng năng lượng vào mùa hè. Thì cái đây là cái mà tôi nghĩ rằng là cái chuyến đi của Putin. Tuy nhiên còn cái chuyến đi của Putin tới Trung Quốc bây giờ là gần như là chỉ để thúc đẩy thêm cái mối quan hệ của hai quốc gia thôi. Thúc đẩy thêm thôi. Chứ thật sự thì tôi nói thì quý vị cái chuyến đi này chỉ mang cái tính chất là phô trương cho khối Tây Phương thấy à các anh ép chúng tôi quá và chúng tôi đoàn kết với nhau để đối phó các anh đây đại khái như vậy thôi nha rồi tiếp tục à châu âu có phần lệ thuộc trung quốc nga lại thân trung quốc chỉ có mỹ mới kèm hãm được sự bành trướng của trung quốc ủng hộ tổng thống trump thật sự quý vị đám âu châu bây giờ nếu không thay đổi chính sách của họ thì tôi dám bảo đảm với quý vị là âu châu trước sau gì cũng tan rã âu châu trước sau gì cũng tan rã nếu mà tiếp tục cái đường hướng bây giờ và cái này là mục đích của cả Nga lẫn Trung Quốc đánh bể Âu châu ra từng khu, khu vực nhỏ để họ dễ thao túng. Mục đích của Tập Cận Bình lần trước tới Âu châu là như vậy. Và lần này mục đích của Putin tới Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình, họ biết rằng đối đầu với Hoa Kỳ thì khó, nhưng mà đối đầu với đám Âu châu rất là dễ, chỉ cần nhử một chút xíu lợi lộc về kinh tế là đám Âu châu táp ngay. Và chính điều này nó có thể đẩy đám Âu châu trở thành tan rã. Liên hiệp Âu Châu có thể sẽ tan rã. Liên minh NATO cũng có thể tan rã. Chỉ cần đám Nga và đám Trung Quốc đưa một chút lợi lộc thôi. Thì cái này là cái tôi nghĩ rằng là chuyến mục đích chuyến đi này của Putin là thảo luận với lại Tập cân Bình. Những cái điểm hở nào có thể phá được cái thế gọi là bị cô lập của hai quốc gia họ. Nha. Rồi tiếp tục. À... Bút đi chỗ này liệu có cắt năng lượng châu Âu Châu và tăng cường cho Trung Quốc Việt Nam không chú? Vì Âu Châu bắt đầu cũng cứng rắn với bút rồi hay Âu Châu vẫn đi ra xin năng lượng của Nga? No, Âu Châu vẫn nhập năng lượng của Nga. Đức vẫn nhập 40% cái khí đốt thiên nhiên. Áo và Hungary là 85%. Họ vẫn nhập cảng năng lượng. Có điều là kỳ đội họ áp đặt là không cho phép năng lượng của Nga chở tới bến cảng của Âu Châu rồi cung cấp cho quốc gia thứ ba. Thì cái đó là cái mà họ cấm thôi. Chứ họ đâu có cấm mấy quốc gia thành viên nhập cản năng lượng và khí đốt thiên nhiên của Nga đâu. Họ cấm dầu khí rồi. Họ cấm than đá rồi. Nhưng họ không cấm khí đốt thiên nhiên. Do đó thì tôi nghĩ lần này là Putin có thể mang món quà tới cho Cộng sản Việt Nam. Là cái vấn đề năng lượng. Và kể cả Trung Quốc. Có thể Putin sẽ thuyết phục Trung Quốc là cho phép phía Trung Quốc mượn cái lãnh thổ của họ để đưa năng lượng qua lãnh thổ của họ tới Việt Nam. Thay vì đi đường vòng ở biển thì xa xôi và tốn tiền. Thì bây giờ đi ngang lãnh thổ Trung Quốc tới Việt Nam. Thì vấn đề còn lại là Tập Cận Bình sẽ hưởng lợi như thế nào khi mà năng lượng của Nga đi ngang lãnh thổ Trung Quốc vào trong Việt Nam thì Trung Quốc hưởng lợi như thế nào? Tôi chưa biết. Nhưng mà chắc chắn rằng là Cộng sản Việt Nam sẽ năn nỉ Nga tăng cường sản lượng để xuất cản qua họ nha. Rồi, Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào ngày nhận chức của tân tổng thống Đài Loan thì họ đang phản ứng đó. Họ đang phản ứng đó, đâu cần chờ tới ngày đó đâu. Bây giờ họ đang có những cái hành động đe dọa tới Đài Loan đó. Thì mới ngày mới bản báo cáo ngày hôm nay là họ tấn công không gian mạng thôi. Vài bữa nữa uy hiếp về mặt quân sự, rồi phong tỏa eo biển Đài Loan, rồi trừng phạt các công ty của Đài Loan mà ngày hôm nay đã có trừng phạt rồi. Ít nhất năm đài tivi của Đài Loan đã bị trừng phạt rồi đó. Thì đây là những cái phản ứng của Trung Quốc ok rồi tiếp tục ok à. ông tập à, để à, đối đầu với mỹ mỹ cho ông tập bài học nó no. bây giờ thì đang chưa biết được với joe biden thì chả có gì hết ông ta chỉ tăng cường cái việc siết chặt cái ngành kỹ thuật với trung quốc thôi chứ ông ta vẫn chưa có một cái chiến lược rõ ràng để mà tách rời trung quốc ông ta chưa có chiến lược này Ông ta chỉ duy trì những cái gì mà ông Trump để lại và tắp bi thêm thôi. Phải đợi đến cái 2025 thì chúng ta mới có được một cái màu sắc khác đối với Trung Quốc nha. Rồi, tiếp tục. Ok. À... Ok, Campuchia sẽ như thế nào ông Trump lên thắng cử? Thật sự quý vị, Campuchia là một cái nước quốc gia rất nhỏ ở Đông Nam Á, lại không có ảnh hưởng. Cho nên Hoa Kỳ không quan trọng. Hoa Kỳ không coi trọng Campuchia mà họ cũng biết rõ luôn là Campuchia là công cụ của cộng sản Trung Quốc. Quý vị nên nhớ cái cuộc tranh chấp trên biển Đông có 5 quốc gia và một vùng lãnh thổ. Thì chính ông ngoại trưởng Hoa Kỳ trước đó là Mike Pompeo tuyên bố không thừa nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc. Rồi sau này Anthony Blinken cũng duy trì cái quan điểm của Mike Pompeo. Nhưng Campuchia là quốc gia duy nhất trong 10 quốc gia Đông Nam Á xác nhận biển Đông là lãnh thổ của Trung Quốc. Do đó chả có ảnh hưởng gì hết ông trump có lên thì cùng lắm là thêm một vài cái lệnh cấm vận với campuchia thôi tại vì cái quốc gia nó nhỏ và không có tiếng nói lớn không có trọng lượng đối với lại chính trường quốc tế nha yeah. rồi tiếp tục Campuchia tập trận làm cờ Việt Nam lo sốt vó xảy ra chiến tranh Việt Nam định vào ai à, đằng sau Campuchia có Trung Quốc tôi đã nói với quý vị là cuối cùng là gì cuối cùng là không đủ sức để mà uy hiếp thì ráng chịu đi sắp sửa Campuchia qua mặt luôn Việt Nam rồi qua Campuchia qua mặt tại vì Campuchia thách sai rõ ràng Campuchia đứng hẳn về phía Trung Quốc cho nên bây giờ Trung Quốc không những đầu tư về quân sự mà họ còn đầu tư về kinh tế ở Campuchia nữa trong khi cộng sản Việt Nam thì vẫn muốn đi hai hàng nhưng mà bây giờ cục thế không cho phép hai hàng nữa cho nên trong vòng vài thập trong vòng một vài năm tới thôi nền kinh tế Campuchia sẽ qua mặt Cộng sản Việt Nam. Ít nhất là do sự hỗ trợ của Trung Quốc. Còn Cộng sản Việt Nam thì Trung Quốc nó on off. Tức là lúc nó vui thì nó cho nhập cản nhiều một chút. Lúc nó buồn nó đóng cửa. Còn Âu Châu với Hoa Kỳ thì coi như Cộng sản Việt Nam đang gặp bế tắc rồi. Lạng bạn kỳ này Âu Châu sẽ cấm cửa hải sản của Việt Nam luôn. Nếu không ra luật và thực hành tất cả những cái luật liên quan trên đất biển. Đánh bắt cá trên biển thì có thể là Âu Châu sẽ cấm luôn tức là bên Việt Nam nó gọi là thẻ đỏ đó họ sẽ cấm luôn rồi phía Hoa Kỳ cũng vậy phía Hoa Kỳ thì quý vị thấy chúng tôi đang áp lực là tất cả những mặt hàng của Việt Nam 6 70 phần trăm đều là từ Trung Quốc và được đóng mặt Made in Việt Nam trừ một số những cái hải sản và nông sản thôi còn tất cả những mặt hàng còn lại từ Việt Nam qua Mỹ đều là gì đều là của Trung Quốc hết thì chúng tôi đang làm việc đây có nghĩa là hết đường đi rồi Mai mốt là kinh tế của Việt Nam còn thua cả Lào Campuchia nữa. Lào bây giờ ít nhất họ cung cấp cái nguồn điện cho bốn quốc gia ở xung quanh nhờ mấy mấy cái đập thủy điện của họ. Lào không có cửa biển thì họ biết khai thác cái lợi thế của họ. Họ có bốn năm cái đập thủy điện và họ đủ sức cung cấp điện cho họ và những quốc gia xung quanh. Còn Campuchia thì bây giờ Trung Quốc đầu tư vào quốc phòng, sắp sửa đầu tư vào kinh tế. Thì quý vị coi như là nằm ở giữa là chết rồi nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À, Bill Gates là công dân danh dự của ba, ở Trung Quốc mà kêu gọi nhân viên tháo chạy là có mùi căng thẳng rồi. Thì tôi nói quý vị không những là Bill Gates mà ngay cả Tim Cook. Một mặt thì nói là vẫn là một người bạn tốt của Trung Quốc rồi đầu tư Trung Quốc. Nhưng cuối cùng là gì? Apple đi qua mở công ty bên Ấn Độ. Và Microsoft bây giờ là kêu 700 cho tới 800 nhân viên của họ là tìm cách là đi qua một cái quốc gia khác ở overseas, tức là ở hải ngoại để làm việc. Mà những nhân viên này làm việc trong cái hệ thống cloud, dịch vụ dịch vụ cloud của Microsoft. Thì quý vị, tôi đã nói quý vị rồi, trước sau gì thì các công ty cũng phải rút lui là bởi vì áp lực từ cái chính sách và chiến lược của Hoa Kỳ buộc họ phải rời khỏi thị trường Trung Quốc. Không bây giờ thì cũng 1 2 năm nữa phải rời khỏi thị trường Trung Quốc. Còn nếu không quý vị, họ sẽ đáng chịu. Họ sẽ mất tài sản, nhân viên của họ sẽ bị bắt giữ, sẽ bị uy hiếp, sẽ bị sách nhiễu. Do đó quý vị, họ phải tính cho bài toán của họ chứ. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À Hôm nay em và gia đình copy lá thư trên TNP channel Chờ sẽ đi tất cả 6 người trong gia đình của em anh Phong. Cảm ơn em rất là nhiều. Hy vọng rằng chúng ta có nhiều thư gửi tới cho Bộ Thương mại để phản đối chuyện này nha. <laughs> nếu ông Trump nắm quyền, ông có mở lại cấm vận với Việt Nam khi Putin thăm uh, Việt Nam không anh? Thứ nhất là không. Tôi trả lời quý vị là không. Ông Trump sẽ không cấm vận. Nếu như mà Cộng sản Việt Nam không có hành động hỗ trợ cho những quốc gia thù địch của Hoa Kỳ. Đặc biệt là Trung Quốc. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông Trump lên thì ông đừng quý vị đừng ngồi mơ, ông sẽ nhắc tới vấn đề nhân quyền ông Trump sẽ không nhắc tới vấn đề nhân quyền, ông sẽ tập trung vào vấn đề mậu dịch. Và lúc đó Cộng sản Việt Nam còn tơi tả hơn nữa. Tại vì ông Trump sẽ buộc một là các anh mua đầy đủ mặt hàng của chúng tôi tương đương với các anh xuất cản qua chúng tôi. Còn hai là tôi sẽ tăng thế tôi quánh cho má nhận không ra luôn. Và các vị nhớ cái năm 2020, ông Trump đã áp thuế lên ngành thép và ngành nhôm của Cộng sản Việt Nam lên tới 456%. Tại vì ông biết chắc chắn thép và nhôm đó đến từ Trung Quốc. Do đó, ông áp thuế lên rất là mạnh. Có điều là kỳ này nếu ông Trump lên thì sẽ có một cái kịch bản hay cho quý vị coi. Thứ nhất là Cộng sản Việt Nam sẽ dời tòa lãnh sự quán của họ từ San Francisco về Los Angeles. Nhưng mà sẽ có áp lực với ông Trump. Không phải là áp lực mà kêu gọi ông Trump là chấm dứt cái sự tiêu tuyên truyền của Cộng sản trong cộng đồng ở tại Houston thì có thể là ông Trump sẽ là người ký xác lệnh đóng cửa tòa lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam tại Houston tại vì trước đó ông đã đóng cửa lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc ở Houston rồi thì quý vị, cây này ông trở lại thì chúng tôi đang mong là ông sẽ đóng cửa lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam tại thành phố Houston đó là cái mà cộng đồng người Việt ở đây đang vận động với ông Trump và quý vị nhớ cái hôm trước khi mà ông Trump tới uh, Texas và tới Houston Raleigh không câu đầu tiên ông hỏi Where is my Vietnamese community? Là cái cộng đồng Việt, người Việt ủng hộ cho tôi ở đâu? Thì quý vị, người ta phất cờ lên rất là nhiều. Thì quý vị, lần này thì ông Trump sẽ có thể đi một cái chính sách đó. Còn quý vị đừng ngồi mơ mà ông Trump sẽ nhắc tới vấn đề nhân quyền. Tại với ông Trump, nhân quyền quan trọng nhưng mà không phải bằng tiếng nói, bằng việc làm. Quý vị còn nhớ năm 2019 không? Ông Trump có bao giờ nói tới nhân quyền không? Nhưng mà ổng là người ký xác lệnh trừng phạt kinh tế và cấm vận đối với lại bốn viên chức của Hồng Kông. Trong đó có luôn cả bà Carrie Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hành chánh trưởng quan của Hồng Kông và kể cả nhân vật John Lee đó. John Lee bây giờ là hành tránh trưởng quan, nhưng cái thời đó John Lee là cảnh sát trưởng tư lệnh cảnh sát của Hồng Kông. Đã bị ông Trâm cấm vận và cấm cửa không cho bước tới chân tới Mỹ. Thì ông Trump không nói, ông không có nói bằng cái miệng đâu có điều ông làm thì với cộng sản việt nam cũng vậy ông cũng ông cũng không nói là a việt nam phải tôn trọng nhân quyền bla 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 ông không bao giờ nói vậy ông sẽ làm có những cái ông sẽ làm và có và tôi nói với quý vị ông trump chủ trương là về vấn đề kinh tế do đó những nước nào mà có bất công kinh tế với mỹ cẩn thận ông trump sẽ không trừ một bất kỳ một quốc gia nào hết những quốc gia nào mà có cái gọi là bất công mậu dịch với Hoa Kỳ, cán cân mậu dịch chênh lệch quá lớn là ông Trump quốc ngay. Ông Trump quốc ngay nha. Rồi tiếp tục. À Wow. Nếu ngày nhận chức mà Trung Quốc tập trận lỡ tay hỏa tiễn vào Đài Loan thì sẽ như thế nào? Nếu lỡ tay thì chả có gì hết. Ok. Nếu lỡ tay thì chả có gì hết mà chả lọt được vào đâu. Tại vì sao? Thứ nhất, dàn phòng thủ của Đài Loan rất chắc chắn. Thứ hai là có thêm dàn phòng thủ của Hoa Kỳ. Nên nhớ ngay tại Philippines đã có dàn bệ phóng của Tomahawk. Và sắp sửa hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cũng sẽ có mặt ở khu vực phía đông của Đài Loan. Thì bây giờ lỡ tay phóng một cái quả tiễn vào. Nếu mà lỡ tay phóng một quả tiễn vào thì cái dàn hỏa tiễn của Đài Loan trận mất tiêu rồi. Đâu có cơ hội rớt vào lãnh thổ Đài Loan đâu. Còn nếu như nó tấn công thật sự bằng một ngàn cái hỏa tiễn thì khác. Còn chỉ có một cái hỏa tiễn rớt thôi. Thì nó chưa kịp tới cái lãnh hải của Đài Loan nó đã bị bắn rơi ngoài biển rồi. Thì làm sao tới được lãnh thổ Đài Loan đây? Nghĩ rằng cái dàn Patriot của Đài Loan dở lắm hả? Ok. Rồi tiếp tục. À... Nếu Trung Quốc đầu tư vào Campuchia rồi ngược lại Mỹ, Nhật à, có đầu tư vào Thái Lan để đối đầu rộng không? Nó Mỹ, Nhật vẫn đầu tư vào Thái Lan. Nhật từ mấy chục năm nay rồi. Tại vì quý vị chưa bao giờ qua Thái Lan, quý vị không biết. Tất cả những đường phố hạ tầng cơ sở của Thái Lan được xây được xây làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, lúc mà còn sơ khai, lúc mà còn cái 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 cái, cái, cái chủ nghĩa gọi là đế quốc. Thì anh đã xây một phần cho phía của Thái Lan và sau đệ nhị thế chiến khi mà tất cả các quốc gia được trao, trao trả cái quyền độc lập rồi đó thì kể từ lúc đó bắt đầu từ thập niên 50 đó Nhật đã xây dựng tất cả hạ tầng cơ sở cho Thái Lan rồi họ đầu tư vào Thái Lan mấy chục năm nay rồi và mới có mười mấy năm nay là Trung Quốc mon men đầu tư vào Thái Lan thôi nhưng mà cũng không được bao nhiêu cả đa số là Nhật có vị thấy qua tới Thái Lan không Tất cả đường phố này nọ là do người Nhật xây đó. Người Nhật xây hết cho họ đó nha. Yeah. Rồi, tiếp tục à Sau này nếu tách rời Trung Quốc liệu Hoa Kỳ có bỏ qua Hồng Kông rồi ủng hộ cho phe đối lập Hồng Kông không? Tôi nghĩ rằng tùy theo người dân Hồng Kông. Tùy theo người dân Hồng Kông, nếu họ chấp nhận sự cai trị của Trung Quốc thì chịu thôi. Chả làm gì được. hết. Còn nếu như họ tiếp tục tranh đấu gây gắt bất kể tù đầy, bất kể những bản án nặng nề từ Cộng sản Trung Quốc, thì có thể Hoa Kỳ sẽ có một cái uh, cái nhìn khác và một cái chiến lược khác. Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy Anh quốc phải do something, phải làm tất cả để hỗ trợ cho người dân Hồng Kông. Tại vì chịu trách nhiệm với Hồng Kông là Anh quốc chứ không phải Hoa Kỳ. Anh quốc chứ không phải Hoa Kỳ. Nhưng mà vấn đề còn lại do chính người Hồng Kông thôi. Ok. Rồi tiếp tục à ok sau này hàng của mỹ tại việt nam tôi không thấy à, muốn mua cũng không có đa số hàng mỹ ở việt nam là hàng sắp tay không làm gì có bán ngoài thị trường nói tôi nghe đi hàng mỹ ở việt nam toàn là hàng sắp tay không à sắp tay từ mỹ như không à chứ làm gì có hàng mà xuất cản chính thức nhiều Do đó quý vị, tôi đã nói quý vị là cái cán cân mậu dịch sẽ phải xét lại. Hàng của Việt Nam nhập cảng Hoa Kỳ bây giờ là 110 tỷ. Hai bên là 110 tỷ. Thì trong 110 tỷ đó thì coi như là hàng của Việt Nam chiếm khoảng 7-80 tỷ. Hàng của Mỹ vào Việt Nam trở chừng 20 tỷ, 30 tỷ. Nó, cái cán cân nó rất là lớn. Bây giờ phải quân mình lại. Tức là Cộng sản phải giảm bớt xuất cảng Ngược lại phải tăng nhập cản của Hoa Kỳ để hai bên lên khoảng 5 60 tỷ thì nó còn ok. Còn cái khoảng cách chênh lệch này chắc chắn là ông Trump sẽ là, ông Trump sẽ ra tay. Ông Trump sẽ ra tay và nhất là bây giờ quý vị xung quanh cái staff làm việc cho ông Trump rất là nhiều những người ở cái cộng đồng này. Họ hiểu rõ Cộng sản. Họ đưa cho ông Trump thấy rõ cái bức tranh của Cộng sản lắm. Cái bức tranh rất rõ ràng là họ cho thấy rằng Cộng sản Việt Nam không bao giờ giữ lời hứa. Từ năm 1995 tới bây giờ rồi. Họ không bao giờ giữ lời hứa cả. Họ chưa bao giờ thực hiện một cái gì họ cam kết hết. Do đó quý vị, ông Trump sẽ nhìn thấy là cho thấy là bản chất Cộng sản sẽ không thay đổi. Bây giờ có cho họ thêm cơ hội cũng vậy thôi. Do đó, những người mà xung quanh ông Trump mà gốc Việt đó, họ sẽ đưa một cái bài toán khác và nhất là thời gian gần đây là cộng sản việt nam càng close càng thân với biden thì càng chết với ông trump các bạn, càng thân với biden thì càng chết với ông trump nha yeah. rồi tiếp tục à, thái lan trong suốt quá trình lịch sử của họ rất may mắn không có chiến tranh mặc dù đảo chính nhưng kinh tế vẫn phát triển không bị loạn như tại vì thái lan đã chuyển qua từ những cái xã hội và dân chủ từ lâu đời họ thay đổi cái chính phủ bằng lá phiếu, đôi lúc quân đội có sử dụng các cuộc đảo chánh nhưng mà không gây ra biến động lớn. Là bởi vì họ không phải là một cái xã hội độc tài và họ cũng không đi theo chủ nghĩa cộng sản. Cho nên họ phát triển rất là tốt. Cho tới giờ quý vị nếu mà quý vị tới Thái Lan, quý vị sẽ thấy được cái phát triển của họ và kể cả con người của họ nữa. Rất là tốt thì tôi nói đó quý vị là đừng ngồi đó mà ngó Thái Lan bằng cặp mắt khác. Tôi đã đích thân tới Thái Lan nhiều lần rồi. Và mỗi một lần tôi thấy được họ thay đổi như thế nào mà. Ok. Rồi tiếp tục. À... Lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Em có thương mại dòng nhớt động cơ Mỹ sử dụng rất tốt. Bây giờ không còn nữa. Bây giờ Việt Nam dùng toàn nhớt Trung Quốc không? Nhớt của Trung Quốc không? Xăng thì nhập cảng từ phía của Nga. Còn à, nhớt hay ba cái dầu tầm bậy tầm bạ hay ba cái nước sơn nhà sơn cửa toàn của Trung Quốc không? Làm gì có hàng Mỹ nữa? Do đó quý vị, ông Trump nếu trở lại chính trường, ông sẽ đặt nặng vấn đề kinh tế và công bằng kinh tế. Quý vị phải nhớ điểm đó. Đừng có hy vọng ông Trump sẽ tranh đấu cho nhân quyền nước này, nước khác. No. Ông Trump đã nói rất rõ ràng rồi. Nha cho nên là tôi nói quý vị là những thành phần cánh tả nó không thích ông trump trở lại tại vì nó chỉ nói bằng cái miệng nó không làm còn ông trump khác ông trump thực tế vô cùng ông cần cái cụ thể chứ ông không cần những cái lời ba hoa ông không cần những cái lời gọi là lên tiếng cho có lệ rồi dục thùng rác đó là cái đám cánh tả đã làm từ bao nhiêu năm nay miệng thì lên án cộng sản việt nam là lạm dụng nhân quyền đàn áp nhân quyền cuối cùng đọc xong cái tài giấy đó dục thùng rác nó chả làm gì hết Ok rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi Trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả các thính giả Chúng ta gặp lại sau Bye bye